Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay anh em mình quay nấu cháo gà mọi người ơi. Ghê lắm các bạn. Nay nhớ mình hội tụ lại chào mọi người nha. Nay anh em mình nấu cháo gà với mua ký tôm nè về nướng. Mần nó ăn cực quá trời đất. Tội nghiệp nó lắm. Dùm ngang gạo mọi người ơi. Ngang gạo không cháo à. Bóc đi, chừng nào hoàng hôn xuống xong á. Trời trời trời, tất nhiên là không rồi. Trời. Giờ mình đi hái bông chuối mọi người ơi. Này có cái bông chuối. Mình hái kiếm vài bông về mình luộc làm gỏi gà nha. Trời ơi. Ở đây có thêm bông nữa nè. Này bông, đừng kiếm cái cây mình giật nha mọi người. Chú mình luộc giờ mình cắt mình xé nó ra như gà nha mọi người. Ôi, đâm dựng cây ta. Mình cắt làm đôi, mình xé sợi sợi giống như xé gà vậy đó. Mày chạy đi, chạy em chạy nữa. Mình bảo cho đâm chạy. Mình kêu ông thầm với im miệng bớ bớ được cho nó vậy nè không? Nằm chuẩn là gì không? Chơi làm. Kêu mày. Có nước ngọt gì không? Có nước ngọt gì không? Có. Chú mua à? Có nhiều lá tôm hả? À đủ. Nôm đừng cần mặt. Nhiều. Giờ này có thể trong trong lưỡi nha bạn. 10 con 1 ký mà người ta mua 140 à. Mua không cứ mua đâu nhiêu đây 170. Thái cũng vậy mua 180. Rồi giờ mình ăn chanh nè mọi người. Mình bỏ đường vô. Quậy lên. Làm nước trồng gỏi nha. Cho thêm miếng muối vô. Lộn cái bàn. Ông ra dọn dẹp cho biết con làm gì không? Em mua tròn nói như dỗ mẹ Trinh cho cậu đổ 1 ký mực. Đó thì cái quỷ. Đi cho nhiêu cho 9.000 ngàn rồi vậy. Trời ơi, lượng gãy đi chung luôn nè. Đi lẹ đi ông nội ơi, cha còn làm nữa. Mực ấy thì nướng lẹ chứ mực kia làm lâu lắm. Đốt lửa nè. Nóng quỷ vậy. Đốt lửa đứng né né nè. Quéo lông luôn rồi. Đâu làm gì. Để đi thầy quay clip mình nhanh nha bạn. Trời, chén ông mới chút. Không.
ở bà chó. Mình không có bao tay mọi người cảm nha. Nhức nát, nhức nát. Anh chà lắc quá. Bây giờ mình làm muối ớt mọi người. Muối ớt nước tôm. Bánh kia nó ra ngoài đó nó làm rồi nó cắm chạy nữa rồi. Bài kêu hai cho con nó kinh ghê. Bây giờ mình băm ớt mọi người. Làm muối ớt, mình nướng tôm. Dữ à. Dữ không? Ngày nào cũng nhậu dữ à. Rồi mình cho hồi nãy tỏi mình bằm nè mọi người. Mình cho vô. Làm cách của mình ăn thử nha. Mình cho ớt khô nha. Tại vì tùy theo ai thích ăn cay nhiều thì bỏ nhiều. Ai thích ăn cay ít thì bỏ ít. Cơm. Mình cho một miếng tương cà vô mình lấy màu nha. Cho bột ngọt. Cho muối. Muối ớt cũng phải có muối nha. Không có ngoài cho ba cho uống vậy. Rồi mình cho miếng nước vô. Rồi mình nấu nó lên nha mọi người. Cho nó riu 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 tầm khoảng 15-20 phút. Này nó hơi cay. Mình xong rồi mình mới bỏ dầu ăn vô nha. Một chút cây mình lụi sơn nha các bạn. Ai nấu giờ nói đầu bếp chuyên nghiệp. Cháo mà nó không mua rau gỏi không mua gì quên rồi. Bây giờ mình ướp muối ớt mọi người ơi. Rồi trộn lên. Bây giờ mình nhúm lửa nha. Mình ướp khoảng chừng 5-10 phút đi. Ở đầu mình mới nướng.
dữ à. Rồi đây của mấy anh em mình làm xong rồi mọi người. Đây tôm nướng muối ớt. Cháo gà. Xấu. Vô ngồi. Xong lên hình mày đẹp trai mà không lên hình. Rồi anh em vô đi anh em ơi. Rồi vô đi anh em ơi. Rồi chào mày ăn các bạn. Giờ mình nhập tiệc mời mọi người dùng với mọi người nha, với mình nha mọi người. Bảo nè. Cho đẻ nè. Quất quất. Không có gì. Ủa phải mẹ con vậy? Không ai thôi cũng gạ lửa. Cho mẹ qua đây mẹ. Giờ mày muốn không? Vô chổng lấy. Chuyện này ai ai luôn các bạn. Đúng rồi. Đi đi. Cho con tao ăn mày đã vậy? Con cháu ăn. Đó vô. Cái đội mình hơi hơi ồn ào nha mọi người. Ê, mẹ ơi. Tiền cháo không? Gà luộc chưa chín nè, sưng máu quá trời luôn à. Máu để lại bạn. Ăn gì vậy? Hả? Con bạn này ăn không à, không có chuyện tí nào hết trơn. Mẹ ơi. Hả? Coi nữa. Thằng này bao nhiêu năm mà nó chưa có ăn cái gì á. Mời các bạn cái ơi. Rồi ăn dung mình nha bạn. Rồi chấm cái mời ơi. Rồi mời cái cây. Ăn me luôn cô. Ngủ ăn nguyên cục me luôn. Rồi tôi sỉnh. Không bữa là tôi không giờ chén. Bữa là buồn ngủ. Thôi lẹ đi. Nấu nè ăn không bay. Thấy muối là ngon không đó. Đi về. Hai. Chào mọi người nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký, like và chia sẻ cho mình nha mọi người.